Phương Thảo xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Giải sáng tác 2008. Kính thưa quý vị, để có được vòng chung kết hôm nay, ban tổ chức đã lựa chọn từ 300 bài hát và từ 40 bài hát trở đi, chúng ta đã cùng nhau lựa chọn suốt 10 tuần cho vòng bán kết, vòng sơ kết, rồi 6 tuần cho vòng bán kết. Và đến hôm nay là rất hồi hộp, không biết là bài nào sẽ được lọt vào vòng chung kết. Quý vị sẽ được biết, nếu quý vị theo dõi chương trình từ đầu tới cuối, chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt đến quý vị 10 bài vào vòng chung kết. Trong xuyên suốt 16 tuần lễ vừa qua, quý vị và chúng tôi đã thưởng thức các nhạc phẩm ở vòng bán kết và vòng sơ kết. Và chương trình trong ngày hôm nay, quý vị và chúng tôi sẽ nhìn thấy những nhạc phẩm này trình bày qua các tiếng hát của trung tâm Asia. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ rất nhiều từ đầu giải đến giờ. Và một lần nữa, Phương Thảo cũng như Đỗ Tân Khoa cũng rất hồi hộp, không biết là bài hát nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Vậy trước khi chúng ta bước vào phần trình diễn của các ca sĩ cho 10 tác phẩm được vào vòng chung kết trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thành phần ban giám khảo. Trước tiên, bắt đầu từ bên cánh trái của chúng tôi là nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin cảm ơn. Và kế bên nhạc sĩ Trúc Hồ là một nhạc sĩ cũng rất nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Và anh cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhạc, hòa âm, phối khí. Bên cạnh nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức là nữ ca sĩ và nhạc sĩ Diệu Hương. Phương Thảo xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, kế bên chị Diệu Hương đó là nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhạc sĩ Nhật Ngân là một nhạc sĩ nổi tiếng từ trước năm 75 và đã có nhiều tác phẩm đi vào lòng người. Và kế bên nhạc sĩ Nhật Ngân là một nhạc sĩ cũng quá nổi tiếng luôn, đó là nhạc sĩ Sĩ Đan. Và thưa quý vị, vị giám khảo cuối cùng trong số các giám phẩm ngạc khảo ngày hôm nay là nhạc sĩ Ngọc Lễ. Trước khi bước vào chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, bên cạnh ban giám khảo 6 người mà quý vị cùng theo dõi, chính quý vị cũng là những giám khảo trong ngày hôm nay. Quý vị sẽ là giám khảo số 7 để cùng chấm điểm tham gia vào chương trình Giải sáng tác mới 2008 của Trung tâm Asia và Đài truyền hình SBTN. Và thưa quý vị sau mỗi một tác phẩm, quý vị gọi liền ngay vào số phone hiện trên màn ảnh để chấm điểm cho nhạc phẩm. Kính thưa quý vị, bài hát Bóng Tối đã lọt vào vòng chung kết của Giải sáng tác 2008. Bài hát này của tác giả Cao Ngọc Dũng. Cao Ngọc Dũng, tên thật là Vũ Thế Dũng, hiện sinh sống ở Long Khánh, Việt Nam. Anh Vũ Thế Dũng sống ẩn dật và sáng tác như một niềm vui sống lặng lẽ, gìn giữ một phong cách nhạc trẻ miền Nam thập niên 60-70. Bóng Tối là một trong những ca khúc của Vũ Thế Dũng, mang đầy triết lý cuộc sống của một người trí thức, sống và cảm nhận thế giới với cái nhìn thân phận và cô đơn. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nhạc phẩm Bóng Tối mã số 0211 qua phần trình bày của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sau đây. Ta mãi hát tiếng khóc khổ.
mênh mông chìm khuất ánh mặt trời. Bóng tôi trông vắng và cô đơn mãi mãi. Bóng tôi tiếng khóc từ con tim mù lòa. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Giải Sáng Tác Mới 2008 của đài truyền hình SBTN trong ngày hôm nay. Nhạc phẩm đầu tiên quý vị vừa thưởng thức mang tên Bóng Tối của tác giả Cao Ngọc Dũng. Và bây giờ chúng tôi xin mời các giám khảo lần lượt chấm điểm trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thang điểm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 4 điểm cho hạng A và 3 điểm cho B, 2 điểm cho C và 1 điểm cho D. Và quý vị cũng có thể gọi vào với số điện thoại miễn phí 1-888-778-1420 để bầu chọn lại giám khảo số 7 trong ngày hôm nay. Trước tiên chúng tôi xin mời nhạc sĩ Trúc Hồ có những nhận xét và chấm điểm cho ngày hôm nay. Bài nhạc Bóng Tối này thì nhạc hay, ý nhạc lạ, lời cũng hay, cái ý nghĩa nó không phải viết về một bài mà mang tính cách xã hội mà nó lời lẽ nó được hay như vậy. Thường thường viết tình ca thì dễ viết hơn những thể loại như cái lời như lời của tác giả bài Bóng Tối. Hồ chấm bài này 3.5. Lời hay, nhưng mà bài này nổi hơn là cái melody. Bởi cái melody rất là good. Nó hơi khó đoán. Mà cái gì nó hơi khó đoán thì nó ra ngoài cái tầm thường. Cho nên cái bài này Đức chấm là 3.5. Bởi vì cái chủ đề nó hơi buồn, hơi sầu thảm. Cho nên Tuấn Đức cho bài này 3.5. 3.5. Xin mời nhạc sĩ Diệu Hương. Chị Hương cũng có một vài ý kiến gần như Trúc Hồ và Vũ Tuấn Đức. Bài hát mà tác giả nói lên cái nỗi niềm của tác giả, một cái sự bi quan về cái trong cuộc sống có lẽ như vậy. Và bài hát tuy là bi quan nhưng mà cái giai điệu nó cho chúng ta thấy một cái sự rất là sôi nổi và rất là mới lạ trong cả giai điệu, và lời nhạc cũng rất là mới mẻ. Dư Hương cũng đồng ý với Trúc Hồ và Vũ Tuấn Đức với số điểm là 3.5. Chúng tôi xin mời nhạc sĩ Nhật Ngân. Theo tôi nghĩ, một cái người mà mới viết nhạc mà đi dự thi thì đây là một trong những cái bài mà tôi nghĩ có kỹ thuật cao từ lời cho tới nhạc. Tôi nghĩ đây là một bài tôi nghĩ là cao trong cái số bài dự thi. Tôi cũng đồng ý là 3.5. Dạ. Xin mời nhạc sĩ Sĩ Đan cho biết ý kiến của anh. Riêng Sĩ Đan thì thật sự mà nói, đã từ khá lâu Sĩ Đan chưa được nghe một bài nhạc trẻ mà nó đã như vậy. Nó đã ở nghĩa là nó
cái lời lẽ của, tuy là nhạc trẻ nhưng mà tác giả đã sử dụng cái chủ đề là bóng tối thì nó rất là phù hợp với cái loại nhạc rock của mà cho các bạn trẻ. Nhưng mà tuy là một bài nhạc trẻ nhưng bài này lời lẽ không tầm thường tí nào, nó không bị rơi vào một cái tầm thường của những cái bài nhạc trẻ hiện nay, mà nó có một cái nội dung khá là sâu sắc, mà tác giả đặt cái giai điệu nó thoát lên mà mình nghe mà mình cảm thấy được là một cái giống như một tiếng thét từ trong bóng tối ra, rất là hay. Và Sĩ Đan sẽ cho bài này là 3.5. Nó là bóng tối mà nghe nó không cô đơn tí nào, và cho nên lễ cho bài hát này 4. Wow, 4. Như vậy là quý vị đã nhìn thấy kết quả của ban giám khảo. Như vậy quý vị sẽ chấm điểm là bao nhiêu? 1888 778 1420. Xin quý vị hãy bầu chọn cho bài hát mà mình yêu thích.